Tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay em trên tay ba cây kìm cực kỳ là bá đạo của Mỹ nha mọi người. Đó, thì trong cái clip này nó không có vài clip nha. Thì vài clip thì em sở hữu cũng hơn 200 cây. Đó, không thể nào mà phủ nhận được cái chất lượng cũng như cái độ hoàn thiện của vài clip hết. Tuy nhiên là em muốn cái clip này nó ba cây này nó mới lạ, nó lạ lẫm nha mọi người. Đó, nhiều chức năng nó rất là hay. Đó, mà vài clip nó không có nha. Đó, thì em đi vào từ dễ tới khó nha. Nói chung là cái cây bình thường nhất rồi đến những cái cây khá là phức tạp luôn. Đó, đầu tiên em có cái cây này. Thì cái cây này nó không khác gì cây vari hết các bạn. Đó, không khác gì hết. Đó, đây. Này, ở dưới này chứ. Đây. Đó. Đó. Thì cái cây này á, cái đặc biệt của nó là cái hàm này nè mọi người. Cái hàm này nó di động, cái hàm này nó di động. Thì nó rất là ôm vào trong cái vật liệu, dù cái vật liệu mình nó hình gì. Thí dụ á, mình em đem thí dụ cây gỗ nha, đúng ra người ta phải thí dụ sắt á, nhưng mà sắt thì mình mốt cái răng này nó bị cấn, nó sẽ mình còn bán lại cho người khác nữa đó, mọi người thấy không? À, nó kẹp nè đó, bên này cũng được đó nè, tự động cái hàm này nó điều chỉnh mọi người ơi. Cái này nó hết hết điều chỉnh được rồi, nó to quá rồi, cái chiều này nó to quá nhưng mà chiều này nó điều chỉnh được nè đó. Thì cái này nó trượt tới trượt lui vậy nè đó, khi nào nó cũng ôm sát vào trong cái vật liệu cần kẹp hết nên rất là ngon mọi người đó, nhìn rất là đã luôn. Thì em rất là thích cây này ở chỗ mà cái miệng hàm nó có thể di động được đó, thì cái hiệu của nó đây nha mọi người. Thì mấy cái này em sưu tầm chơi thôi à, chứ em không có bán ra. Lâu lâu mới tìm được một cây thôi, rồi mới mới tầm được cái cây này, mới về mới khám phá được cái chức năng của nó luôn mọi người đó. 910 đó, thằng này của thằng Channel Lock đây, cái thương hiệu của nó đây mọi người đó. Cái máy này máy bắt độc quyền, thì cây này em mới tìm hiểu cách sử dụng nó luôn đó, vì em bẻ tới bẻ lui vậy nó không có hả họng ra mọi người, nhưng mà đều lâu như chỗ này nè, lâu như chỗ này nè đó, lâu chỗ này à, để cái vật cần kẹp vô rồi xong bóp lại thôi hả. Ê, không thấy chắc mọi người không thấy đâu, ủa sao quên này. Lâu như chỗ này đây nè hả, đây lôi là nó hả họng ra rồi bỏ cái vật cần kẹp vô rồi xong bóp lại thôi, rất là đơn giản đó. Đây này, nhả ra ngay chỗ này, do là em mới sở hữu nó cho nên chưa quen mọi người đó. Thay đổi cái kích thước nè, mình kẹp to hơn nè đó, rồi bóp vô đó, muốn nhả ra bóp ngay chỗ này, bóp vô ngay chỗ này đó. Còn cái kích thước miệng mình không có cần cái con vít điều chỉnh ở đây, tự nó điều chỉnh. Còn cái vị trí này là để mình kẹp cho nó cứng hay kẹp mềm nè, nói chung là càng tuột về phía sau này thì bóp nó càng chặt nha mọi người đó, càng tuột về phía sau là bóp vô rất là nặng, bóp vô rất là nặng nè đó, tuột về sau nữa là bóp nặng thêm nữa mọi người. Em tuột về sau nữa nè, nó bóp vô cực nặng luôn đó, bóp cực nặng luôn mà nó đây nó thiệt là chặt luôn đó, khá là hay nha đó. Tuột về trước thì nó nhẹ hơn đó, khá là hay, con này khá hay á đó. Đó. Còn tuột xuống vậy thì nó mở ra thôi mọi người, tuột xuống thì nó mở ra đó. Này kích thước nó cũng tự động nó điều chỉnh luôn nha đó, à đó đã không đó, mình chỉ cần bóp vô thôi đó, vậy là nó cứng ngắc rồi đó. Cây này thì em mới mua về thôi, mới mua về còn mới tinh luôn đó. Mua 1,5 triệu mọi người, 1,5 triệu chưa phí vận chuyển nha đó. Này thì anh em nào mà trong giới sưu tầm cũng biết em mua ở đâu rồi ha đó. Trên phố hả, đẹp cực kỳ, rất là thích luôn mọi người, rất là thích, nghe giòn tan luôn, mới hoàn hảo nha, mới hoàn hảo đó. Cây cuối cùng mới là cây đặc biệt nhất mọi người đó, đối với cây này mình còn phải nắm này, mình nghịch nó hơi vất vả ha, còn cái cây này nó đã hơn nữa nè, cây này nó nhả hai nấc đó, nhưng mà mình đưa vô cỡ nào mình bóp cũng được đó hả. Em không hiểu làm sao mà nó làm được vậy luôn á. Đó, nhỏ to gì cũng được nha, chỉ cần hả họng ra vậy là bỏ vô là lụm à đó. Đó. Còn con vít ngay chỗ này là điều chỉnh bóp chặt hay là bóp lỏng đó. Con này nó khá là hay luôn, con này là cực kỳ hay trong ba con này luôn đó. Do là cái cây này nè nó mềm quá, nó bóp cái vật nào đó mà nó không có mềm cả, chứ cái vật này mềm thì bóp nó bị lún xuống, lún xuống thì tự động nó nhả cái hàm ra, tự động nó nhả hàm ra nha mọi người. Phải có cái gì đó là nó cứng kìa, cứng cứng là nó bóp mới được nha mọi người nè, đó này nó không có tự nhả ra được tại vì nó cứng, còn cái này bóp nó bị lún xuống, cây nó lún xuống
Cây này thì khá là hay, cây này bữa trước em có trên tay rồi một lần, nhưng mà người thấy đó, đây hàng này, cây này em mua full box nha. Hãng của nó nè, đây đó. Đây, thì thằng Mỹ nó sản xuất ra ba cái dòng kèm này khá là hay, của ba cái hãng cũng khá là nổi tiếng luôn đó, thì em thấy khá là hay ho cho nên là anh quay lên cho mọi người coi. Cây này thì cá nhân em, cây này mình nếu mà vào việc cây này là xài thích nhất luôn mọi người, xài thích nhất. Nói chung là nó tự động cực kỳ luôn, mình chỉ cần đưa vô mình bóp thôi, đưa vô mình bóp thôi, còn cái kích thước này là tự nó điều chỉnh theo cái vật mình kẹp thôi. Còn mình muốn dặn cứng dặn mềm thì dặn ngay chỗ này thôi, bóp mạnh bóp nhẹ thì dặn ngay chỗ này thôi đó. Cây này cũng nó cũng chức năng nó cũng tương tự, nhưng mà điều nó hơi cực hơn tí xíu mọi người đó. Đây cơ cấu nó mình nghịch như thế này, rồi mình đưa cái vật vào rồi mình mới bóp đó, nó khác cây kia đó. Nhưng mà cây này cũng khá là thuận tiện luôn, còn cái cây này thì cũng khá là độc đáo, lý do là cái hàm nó điều chỉnh được đó. Thì có ba cái kìm lạ lạ khoe mọi người, giới thiệu mọi người thôi, em mới vừa sưu tầm được á. Còn kìm bấm vai riết thì thôi thôi, em giờ còn nhiều dữ lắm, nhiều khủng khiếp luôn. Đây đó, treo dài dọc luôn, hàng hàng luôn mọi người hả. Còn chơi nha chứ không phải hết chơi đâu, bán bớt thôi chứ mà cũng còn chơi, do là cần tiền nên em bán bớt thôi chứ em cũng còn sưu tầm khủng khiếp lắm. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Em là người sưu tầm nha chứ không phải là dân bán hàng chuyên nghiệp đâu.